chào các bạn. Hôm nay mình xin thông báo với các bạn hai việc quan trọng. Thứ nhất là mình sẽ khuyến mãi khóa học kỹ thuật guitar điện cơ bản và áp dụng, giảm giá đến 40%. Wow, 40% nha các bạn. Và việc thứ hai đó chính là chuẩn bị ra một cái khóa học hoàn toàn mới. Và khóa học này sẽ giúp cho những bạn chưa biết gì về guitar tiếp cận guitar một cách bài bản, khoa học và có hệ thống nhất. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái việc giảm giá 40% của khóa học kỹ thuật guitar điện nhé các bạn. Thì hiện tại là dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành và rất mong tất cả các bạn đều nghe theo hướng dẫn của các bác sĩ, chuyên gia y tế, đó là chúng ta phải mang khẩu trang, thường xuyên rửa tay và nếu được hãy ở nhà khi không có việc cần thiết để tránh bị lây hoặc là lây nhiễm cho người khác. Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua cái giai đoạn khó khăn này nhé. Thì cũng đáp ứng cái nhu cầu đó, rất nhiều bạn cũng luyện tập hoặc là có thời gian rảnh ở nhà thì có thời gian để mà tập đàn guitar. Thì khóa học hiện tại của mình, kỹ thuật guitar điện cơ bản và áp dụng, mình sẽ giảm giá 40%, coi như 900.000 mà bây giờ giảm nó còn chỉ có 540.000 thôi. Và cái mã giảm giá là cái tên của cái kênh YouTube của mình là Guitar for Freedom. Các bạn có thể thấy cái chữ mã giảm giá đây. Cách thức giảm giá thì các bạn bấm vào cái link ở trong phần mô tả của video này để xem cái khóa học chi tiết. Các bạn đăng ký thành viên, sau đó các bạn đăng ký mua khóa học. Đầu tiên là đăng ký thành viên, sau đó đăng ký mua khóa học. Thì khi mua khóa học các bạn bấm tới cái bước thanh toán á, các bạn thấy là nhập vào mã khuyến mãi. Thì các bạn nhập vào cái Guitar for Freedom, cái mã mình để tại đây. Thì bạn nhập nó vào xong bạn bấm áp dụng thì tự động nó trừ cho bạn 40%. Đó, vậy sau đó các bạn bấm nút tiếp theo đến khi nó báo là bạn đã đăng ký khóa học thành công. Rồi trong cái quá trình đó nó có hiển thị lên các bạn cái tài khoản ngân hàng của khoa. Thì bạn chuyển khoản 540.000 đó cho mình. Xong là hệ thống nó sẽ chuyển cái mã kích hoạt cho bạn. Bạn đăng nhập vào, bạn kích hoạt khóa học là bạn học được ngay. Khóa học này thì các bạn chỉ đóng tiền một lần duy nhất, chỉ có 540.000 thôi. Mà các bạn học hoài đến khi nào các bạn chán thì thôi. Thông thường khóa học này thì các bạn học khoảng 3 tháng thì các bạn mới thấy được cái hiệu quả của nó. Mình thiết kế khóa học trong 3 tháng và rất nhiều bạn đã có những cái phản hồi tích cực cho mình trong việc đã phát triển được tay em đã đánh nhanh hơn, thuần thục hơn, các kỹ thuật đã vững chãi hơn. Đó, thì trong khóa học này các bạn có thể xem trong cái phần mà mình giới thiệu trong cái link phần mô tả nha. Bấm vào đó xem chi tiết hết giới thiệu về khóa học. Nó sẽ giúp ích cho bạn rất là nhiều nhé. Hiện tại mình cũng đang cố gắng là hoàn thành một vài cái khóa học tiếp theo để giúp cho nhiều cái đối tượng tiếp cận đến với cái cây đàn guitar. Thì khóa học kỹ thuật guitar điện cơ bản và áp dụng đó là cái cơ bản nhất dành cho guitar điện rồi. Thì bây giờ mình cũng muốn làm một cái khóa là cực kỳ cơ bản dành cho những bạn mà chưa biết gì về guitar. Nếu lúc đó ở nhà bạn có guitar thùng, lấy guitar thùng và tập guitar điện, áp dụng guitar điện không thành vấn đề gì cả, bởi vì những kiến thức cơ bản này thì nó áp dụng chung. Bạn có cây guitar classic vẫn được, guitar acoustic hay là guitar điện, bất cứ dáng nào bạn cũng thể áp dụng tập được. Và hãy subscribe và bấm vào cái chuông để mỗi lần có clip mới nó sẽ báo cho các bạn ngay. Chúng ta chia sẻ với nhau. Thì mình nghĩ rằng là nếu bạn đi ra ngoài học, bạn đóng tiền thì một khóa 3-4 tháng thì nó sẽ có thể gấp khoảng 2-3 lần so với cái khóa học online. Khóa học online bạn thể học bất kỳ lúc nào, những khó khăn mình đều support cho các bạn cả. Các bạn hãy bấm vào link mô tả để xem chi tiết về cái khóa khuyến mãi này và hy vọng là sẽ được nhiều sự ủng hộ từ các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.